Khủng ơi. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến kênh của Nguyễn Hải. Hello mọi người, thì hôm nay chỉ có hai anh em mình thôi. Đâu đâu, giữ nha. Sáng đi chợ mua mấy cá lóc vô bẫy mà kho xả ăn mọi người. Cái bà bán cá, bà nói một câu một cái mình bỏ cá mình đi vô luôn, mình không trả tiền luôn. Bà nói nhìn cái đầu mà giống như cái đầu bùi của ông chồng tao. Nói thẳng cái mặt luôn. Tắt cái mặt luôn. Giống không? Nhìn giống không? Cái đó có giọng đầu gì vậy? Em có thấy mà biết. Hello mọi người, chào mừng các bạn trở lại với kênh của Nguyễn Hải nha. Thì nhiều bạn comment nói bây giờ mấy thằng nó cho anh em nhiều rồi, bây giờ ông phải sao mà hợp tác lại giúp tụi nó là mọi người trả đũa lại, nhưng mà mình trả đũa thì mình làm một nùi hết á thì nó không hay. Phải gọi từng thằng ra mà sống không bằng chết đó mọi người, mình quậy đi bữa nay đó mọi người. Từng thằng thì bây giờ gì mình sẽ tắt cam và chuẩn bị làm câu chuyện thôi, thì các bạn nhớ đón xem của mình nha. Tại vì cũng lâu mình không có cho anh Tâm Linh thì hôm nay mình sẽ cho anh Hài Hước. Nói chung là nó nhìn là bán hay đó, thì các bạn nhớ giữ sức khỏe nha. Nếu mà bạn cho này có hay thì các bạn cho mình một like và một subscribe xin nhé nha mọi người. Đợi một chút xíu nha. Cũng đảo đất thọ ha. Giờ mình dưới bé sưng bạc không chị, xong hết là chỉ cần đợi điện cho nó ra thôi mọi người. Cảnh không? Ừ, điện cảnh nha. Đang làm gì đó? Có lãng kệ tao. Làm gì chứ? Anh lát đi ra đây ăn gà nè anh ơi. Gì ngầu tiền. Gà nó là gà, bữa hổm thì dễ muốn chết. Ông Thám, ông Thám làm gà, gà trống cho mày. Gà, trời, gà trống, cha em làm á. Anh nào bữa nay ông mổ gà ăn luôn á. Ông mổ, ông kêu là kêu anh em ra ăn, ông thôi ông buồn. Đù, kêu anh ra ăn gà chứ không phải giống cháo bữa hổm mà xương kìa. Không, gà. Rồi, anh ơi, anh gà có gì xíu lâu lâu anh coi anh con gà chín chưa giùm em nha. Em đang luộc mà, em với anh Hải đi mua nước ngọt về đãi anh em. Bốc phét ít thôi. Rồi ok. Dạ. Để tao canh cho tao tỷ nhất trong nhóm mà. Dạ dạ. Ừ, không có khác yên tâm. Ok. Tao nói rồi, miếng nhằn là miếng tồi tàn. Đi. 3:28 AM. Có những tháng ngày. Kêu con gà vô bánh rồi đó. Gà sống trời. Sơn sơn. Mấy bà giờ gà sống luôn gì trời. Sơn á, mày dậy chưa? Đâu đây cái gì ta? Mấy mấy này kêu gà sống rồi. Hãy đến đây đến với nhau đêm này, với nhau đêm này hãy cất tiếng ca cho lòng mê say, ca cho lòng mê say đã có dùng ra dùng chân dùng ra, hãy cất tiếng đến với nhau đêm này 37. Mày cho nghĩa vô đi. Đúng là trời. Có nghĩa hả? Có nghĩa đi. Mày xong rồi. Đi tao gắt cái đầu coi chứ coi. Cái đầu hả? Bây giờ tao nghĩa nha bạn. Béo đi.
chúng ta điểm đó. Gì chi cái chó vậy? Alo, tôi béo rồi đó, bụng không? Tới mẹ mày. Bán con gà chưa? Gì hả? Vậy vô mánh rồi anh ơi. Bữa nay cha anh làm gà. Dạ, làm gà kêu mấy anh gà ăn. Ra đây ăn nè, có gì anh ra đây á. Rồi giờ anh ngồi chút rồi anh coi gà coi nó chín chưa giùm em nha. Rồi. Em với anh Hải đi mua nước ngọt về cho mấy anh uống nè. Có những mối tình, có những nỗi buồn, có những tháng ngày yêu nhau mê say. And 46 minutes later. Ôi trời ơi. Gì quá trời. Cái gì mà xuất hiện? Rồi mấy ông nội kêu, bà nội mới kêu đem ra đây lấy gà rồi. Nồi nãy nồi không. Chắc nồi này sẽ sạn. Còn cái gì nữa nè. Tao có làm gì đâu. Tại sao anh không làm gì tôi? Trời ơi. Ông đạp em muốn chết quá. Điểm tại người ta biết là như vậy đó. Much later. Nhịp điệu cha cha cha.
Ủa? Chia trong giới trẻ ngày nay không ai mà không nghe đến hai từ hip hop hay hai chữ b-boy. B-boy là không phải đứng coi mà phải tập, tập luyện thường là xuyên đừng có lười biếng, mà phải tập liên miên, mà phải tập truyền miên. Yeah. Alo. À, anh Minh ơi, em kính trọng mời anh hôm nay cha em làm gà đãi á. Được của nó đấy. Dạ, tại em lịch sự quen rồi. Rồi sao? À, cha em làm gà đó rồi kêu mấy anh em ra ăn á, có gì anh lên ăn cho vui nha. Con gà bự không? Bự lắm anh ơi. Nó trong cái nồi á, có gì anh lên anh coi giùm em nha, coi nó chín chưa không thôi khác á. Chứ không lẽ làm rồi chứ tôi lên ăn mới đúng xin. Không, anh lên anh coi giùm em đi, anh ra trước đi. Đừng chờ mặt xuống mặt trời, ăn gà mất bầm dùm nữa. Tại mấy đứa em đi mua nước ngọt cho anh uống. Ừ. Dạ. Three days later. Bà nhỏ để gà đâu vậy? Tự nhiên nó nói nó luộc gà rồi, xong nó luộc cái gà giống nó luộc cái loài này ta. Gà em coi gì nữa? Không có đâu. Có đâu. Thành công rồi. Ai nấy lấy cho mình. Tắt đèn quá. À con.
Đi bánh coi, đi bánh lên. Đi bánh kìa. Đi bánh, đi bánh, rủ nó qua đây, rủ nó qua đây. Quanh mình vẫn luôn luôn làm những pha hân hồn, xung quanh dâu đối tốt với mình sẽ luôn cho họ những pha hân hồn. Mình hết lòng vì bạn hôm qua, sau này bạn chơi lại cu hết hồn. Mình hết lòng vì bạn hôm qua, sau này bạn chơi lại cu hết hồn. Hết hồn, hết hồn. Quá nhát luôn. Cái thầy là thầy cuối cùng chưa ăn gà chưa ăn. Tán lại hết trơn. Thôi mà thành công vui lắm nha các bạn. Đúng rồi, nó chạy lên trần á, tao cũng đi vô đúng rồi. Mình giấu luôn, đừng nói, mình giấu, mình nói ra là mai hãy mình làm. Giấu luôn, thôi giờ sẽ cái lúc giờ tay mưa. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành ra những thời gian quý báu để mà coi video nhắc mang kinh nghiệm cùng gần của gây gần mừng nha mọi người. Bye bye.